Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ nhé. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Hôm nay là ngày 29 tháng 4, video số 32 của em nhé. Hôm nay em xin phép lên một lô máy. Máy thì toàn máy đẹp thôi các anh nhé. Máy đẹp thôi. Rồi chất lượng thì tốt. Vừa hợp túi tiền các anh luôn nha. Đây. Rồi anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Giá em bên em báo là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là mỗi máy là 30k. Hoặc các anh chuyển khoản thanh toán liền thì em sẽ bao ship cho các anh. Và hai máy trở lên thì bên em sẽ bao ship luôn ạ. Rồi em xin phép lên máy đầu tiên nhé. Đây, con máy này là của China xuất Nhật các anh nhé. China xuất Nhật, toàn thân là carbon, cối mụ nè. Có tên là Ruli 3000, chạy một bon brin các anh nhé. Một bon brin, giá tiêu nó là 5 chấm. Đây em test thử cho các anh xem. Đây mô bên sóng nha, đuổi gà keo nè, rồi gạt cước tốt nè. Đây bên má nó cũng chày nha, trước đây đây. Rồi đây bên tay vành tay nè, còn đẹp luôn, sáng luôn. Rồi gạt cước tốt nè, đổi tay trái phải đều được các anh nhá, đổi tay trái phải đều được. Đây một chiều hai chiều nhá. Đây chốt chặn. Rồi đây hai chiều nhá. Rồi con này thông số cước của nó, số 3 là 150, số 4 là 100. Đây ngoại hình của nó đây, các anh xem. Con này size thực là 3000 nhá. Size thực là 3000. Đây, đây chống cần câu cá nha. Đây siêu sức nhẹ thôi. Đây, còn rất đẹp luôn. Tay quay nè. Rồi con này là mã số, là mã số 1, giá 190k. Mã số 1 giá 190k các anh nhá. Rồi em xin phép lên con tiếp theo nhá. Rồi đây, con này. Con này của Korea xuất Nhật các anh nhá. Con này có tên là GL LG 400 nè, Long Gator LG 400. Size thực của nó là 2005 đến 3000 các anh nhá. Đây mô bên sóng nè. Toàn thân là carbon luôn, có mụ nha. Rồi gạt cước nè. Gạt cước tốt luôn các anh nhá. Đây, bên má nó có bị mờ tí thôi. Đây, lăn cước nè, còn sáng luôn. Lăn cước còn sáng luôn các anh nhá. Đổi tay trái phải đều được ạ. Đây hai chiều nhá. Rồi một chiều chốt chặn các anh nhá. Rồi, giá tiêu của nó là 4.6. Thông số cước của nó là số 3 là 120, số 4 là 100. Số 5 là 80 các anh nhá, số 5 là 80. Rồi đây ngoại hình của nó đây, em cho các anh xem. Đây dưới đây nè, dưới cái lô cước có xước nha. Dưới lô cước có xước thôi, không phải bị bể. Rồi đây, con này mã số là mã số 3, giá 190k. Mã số 3 giá 190k các anh nha. Rồi con máy tiếp theo, đây là hộp kim nguyên khối nha các anh nha. Máy này hộp kim nguyên khối, cối mụ nè. Một bên sóng luôn, con này là hãng Ryobi CX2B Supercat Tin. Size thực là 2005 đến 3000. Hàng nội địa Nhật Bản các anh nhá. Made in Japan, hàng nội địa Nhật Bản. Rồi đây, đặt cước đây. Mô bình sóng nha. Đây, cái lăng cước này, lăng cước không vấn đề gì nhá. Cái màu của nó là màu nâu. Màu như máy nè, còn sáng bên trong luôn. Chỉ có con ốc là bị sét thôi, không ảnh hưởng gì tới cước hết. Đây, các anh mua con ốc khác thay vô giúp em nha. Rồi đây, đổi tay trái phải đều được. Một chiều chốt chặn nè. Đây hai chiều nhá. Rồi đây, bên đây mắc cái tem như bên này rồi đó nha. Đây, không phải mắc cái tem nhỏ nha. Mắc tem nhỏ thôi. Rồi, ratio của nó là 3.4. Thông số cước của nó là 2.290, 3 là 200. 4 là 130 nhá. Rồi con này rất là ok luôn, lăng cước còn đẹp luôn. Rồi em mời các anh xem. Đây sơ sức nhẹ thôi. Đây tay quay bị oxy hóa nhẹ thôi. Đây. Rồi con này là mã số 4 giá 220k. Mã số 4 giá 220k các anh nha. Rồi con máy tiếp theo ạ. Con máy này là của China xuất Nhật luôn nha. China xuất Nhật, peo vào 3000, size thực là 3 đến 4000 các anh nhá. Size thực là 3 đến 4000.
Đây toàn thân là carbon luôn. Cối hợp kim nè. Đây mô bin sống nha, lưỡi gà keo nè. Gạt cước nè, gạt cước còn đẹp sáng luôn. Đây, lăn cước còn đẹp luôn. Đây, bên má có chạy nhẹ thôi. Đây. Đây, tay quay nè bị oxy hóa nổi lên. Rồi, mô bin sống, đổi tay trái phải đều được. Đây một chiều chốt chặn nha các anh nhé. Đây. Con này có ABS luôn nè. Rồi hai chiều nhé. Rồi thông số cước của nó là 3 là 200, 4 là 150, 5 là 110 các anh nhé. 9 bon 10 đinh, 9 bon 10 đinh các anh nhé. Con này lên đến 9 bon 10 đinh. Rồi con này ratio của nó là 5.1. Đây, ngoại hình của nó đây rất là đẹp luôn các anh nhé. Con ọc nè, con chữ nè. Đây, tên của nó đây. Đây. Rất là đẹp luôn. Bên trong ngoại hình còn đẹp luôn. Đây đi. Cái cối nè. Rồi, con này là mã số 5, giá là 250k. Mã số 5 giá 250k các anh nhé. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0356776692. Rồi, con tiếp theo nhé. China xuất nhập luôn. Naked 2000, size thực là 2000. Toàn thân là carbon, cối mũ nha. Đây, mô bin sóng này, gạt cước nè. Gạt cước tốt nè. Đây, lăn cước còn sáng đẹp luôn. Đây, bên má nó là cái màu cổ điển nha các anh nhé. Đây. Rồi tay quay đổi tay trái phải đều được. Con này có ABS luôn nha các anh nhé. ABS luôn. Rồi hai chiều. Con này là chạy 2 bon brin. Thông số cước của nó là số 3 là 150. Số 4 là 400 các anh nhé. Số 4 là 400. Giá tiêu của nó là 5.2. Đây, ngoại hình của nó mới luôn nhá các anh nhá. Ngoại hình của nó rất là đẹp, 95%. 95% sơ xuất rất là nhẹ thôi. Nhỏ thôi. Đây, ngoại hình của nó đây. Rồi, con này là có mã số là mã số 6. Giá là 200k. Mã số 6 giá 200k nhá. Rồi, con máy tiếp theo ạ. Shimano Holiday Spin 1000. Con này là của Malaysia xuất nhập. Đây, hàng nội địa Nhật Bản luôn các anh nhá. Con này là hàng nội địa Nhật Bản luôn, made in Japan. Size thực của nó là 1000 đến 1005 nhá. Tay mô bin sống nè. Còn thân là carbon luôn. Đẹp cước nè. Đây, bên này thì còn đẹp nhá, sơ xước nhẹ thôi, còn ở dưới cối nè. Bị chảy nhá. Đây. Lăn bánh còn sáng luôn. Rồi tay quay đổi tay trái phải đều được nhá các anh nhá. Đổi tay trái phải đều được. Ở đây là bên trái. Cho nên em mới quay cái cối xuống để cho dễ quay các anh nhé. Đây. Rồi, con này thông số cước của nó là 1.5 là 130, 2 là 100, 3 là 65. Rồi, em mời các anh xem ngoại hình của nó đây. Đây, đây chống cằn đây. Không mắc ốc, bị chày xước thôi. Rồi, con này là mã số 7, giá là 290k. Mã số 7 giá là 290k các anh nhé. Hà Nội đi Nhật Bản luôn. Rồi con máy tiếp theo các anh nhé. Con này là của Thái Lan xuất Nhật nè. Thái Lan xuất Nhật. Con này. Ryuga Yugon X2000C. Size thực là 2000 các anh nhé. Size thực là 2000. Rồi ABS. Đây mô bin sống nha, có sẵn dây cước bia luôn, cước dù luôn. Rồi gạt cước nè. Lăn cước thì bị bụi thôi, dính bụi thôi các anh nhá, lăn cước dính bụi thôi. Đây bị chày nè, bên má bị chày nhá. Đây. Tay quay nè. Đây bị chày nhá. Không ảnh hưởng gì nhá. Đây, gặp vô cho các anh xem. Đây gặp vô cho các anh xem nhá. Đây, không vấn đề gì nhá. Rồi gạt cước, toàn thân hợp kim, cối kim hợp tối, toàn thân là carbon, cối hợp kim. Rồi tay quay trái phải đều được.
Rồi, một chiều chốt chặn nhá. Rồi, bên này trông rất là đẹp, bên này chỉ là nhược điểm của nó là cái tay thôi. Đây. Rồi, con này của Thái Lan xuất Nhật, con này là mã số 8, giá là 350k. Mã số 8 giá 350k. Có ABS luôn các anh nha. Rồi, em xin phép lên con tiếp theo. Con này là của Daiwa Spinter ST950. Size thực của nó là 4000, hàng nội đi Nhật Bản với in Japan, còn thân là hợp kim luôn, khối mũ nha. Ở mô bin sóng nè, cả cước tốt nè. Tay lăn cước còn rất đẹp luôn. Tay trong đây là bị dỉ sét nhẹ thôi, còn lăn cước chắc là sáng, không ảnh hưởng gì. Rồi tay quay đổi tay trái phải đều được. Rồi hai chiều nhá. Rồi em xin đọc thông số cước. Thông số cước là 3 220, 4 là 150, 5 là 120, 6 là 100 nhá. Rồi em mời các anh xem ngoại hình của nó đây. Bên này tem mắt nè, có đen tí thôi nhá. Đây, ở trong đây dính bụi thôi nhá. Rồi con này mã số là mã số 9, giá 350k. Mã số 9 giá 350k. Cao bạo lực luôn các anh nhá. Size 4000. Rồi tiếp theo, con tiếp theo. Ryobi, hạng Ryobi GX1 nhá. Radio của nó là 3.8. Hàng nội địa Nhật Bản luôn các anh nhá. Size thực là 4000, size thực 4000. Một bên sóng nè. Đạt cước tốt nè. Đây, bên trong lăng cước vẫn còn sáng luôn nhá. Bên ngoài ốc đĩ sét thôi, mua về thay vào. Sét ở bên ngoài, không ảnh hưởng gì tới dây cước nhá. Rồi, thông số cước của nó là 3.300, 4 là 250, 5 là 170. Ratio của nó là 3.8. Đây ngoại hình của nó đây các anh nhá. Đổi tay trái phải đều được. Một chiều chốt chặn nhá. Đây hai chiều ạ. Đây, con này quay rất là nhẹ luôn các anh nhá, quay rất là nhẹ luôn. Rồi. Em mời các anh xem nhá. Đây, trông cũng khá đẹp luôn. Rồi, con này là mã số 10 giá 320k, mã số 10 giá 320k nhá. Rồi con máy tiếp theo ạ. Con này là của Ryobi luôn, RX01. Con ghi là RX1, con này RX01. Radio của nó vẫn là 3.8. Size thực là 4000, hàng nội địa Nhật Bản, mô bin sóng nè. Gạt cước nè, các anh xem nha, gạt cước nè. Đây, còn rất là đẹp luôn. Bóng luôn nhá, sáng bóng luôn. Bên má nè, vẫn rất là đẹp luôn. Con này, ốc vít đồ rất là đẹp luôn. Thông số cước của nó là rơi tầm 3 là rơi tầm 300 các anh nhá. 3 là rơi tầm 300. Rồi tay quay đổi tay trái phải đều được. Đây một chiều chốt chặn nè. Đây hai chiều nhá. Con này quay rất là nhẹ luôn các anh nhá, quay rất là nhẹ luôn. Rồi, đây, ngoại hình của nó đây. Rồi, con này là mã số mã số 11 giá 320k, mã 11 giá 320k. Rồi con máy tiếp theo ạ. Con này của Shimano MIG20S, size thực là 4000, hàng nội địa Nhật Bản luôn. Toàn thân là hợp kim luôn các anh nhé, toàn thân hợp kim luôn. Mô bin sóng nè, đạt cước nè. Đây, cái cối nó bị oxy hóa, bị chóc ra thôi nhá, chạy nè. Đây. Đây gạt cước còn đẹp luôn, bên trong lăng cước vẫn còn đẹp sáng luôn. Bên này có reset nhẹ thôi. Rồi, đổi tay trái phải đều được. Một chiều chốt chặn nhá. Rồi hai chiều ạ. Rồi con này là thông số cước của nó là các anh đợi em tí nha. Thông số cước của nó số 3 là 325, số 4 là 280, số 5 là 200 các anh nhé. Số 5 là 200, trả tiêu của nó là 3.8. Đây, câu bạo lực, câu cá lớn các anh nhé. Cá tầm 10kg. 5kg. 5kg các anh nhé. Rồi, con này là mã số 12, giá là 420k, hàng nội địa Nhật Bản luôn. Mã 12 giá 420k.
Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình nhé. Rồi có máy tiếp theo Shimano MIG Z0, size thực là 6000, hàng nội đi Nhật Bản, giá tiêu của nó là 3.8, toàn thân là hợp kim cối cối mũ các anh nhá, cối mũ à, đây mô bin sống luôn, gạt cước tốt luôn nè, đây gạt cước lăn cước vẫn còn rất là tốt, đẹp luôn nha, bên trong là bụi thôi, lăn cước còn sáng luôn, đổi tay trái phải đều được, một chiều chốt chặn nè. Đây hai chiều nhá. Đây, nó quay rất là nhẹ luôn các anh nhá, quay rất là nhẹ luôn, nhẹ tay lắm. Đây. Rồi, em mời các anh xem. Rồi, thông số cước của nó là số 3 vào được 400, số 4 là vào được 325, số 5 là vào được 235, số 4, 6 là 210, số 7 là 160, giá tiêu là 3.8. Rồi, cầu cá lớn luôn các anh nhá, trên 5kg luôn. Rồi, con này là mã số 13, giá là 420k. Mã 13 giá 420k. Rồi, con máy tiếp theo ạ. Con này của Daiwa 2500. Con này Lee Speed, bon bridging, chạy bon bridging nè. Con này hàng nội địa Nhật Bản luôn các anh nhá. Size thực của nó là 4-5.000. 4-5.000. Đây. Toàn thân là hợp kim luôn, mô bin sống nè. Con này nhìn nó hơi cổ tí nha các anh nha, hơi cổ. Đây, gạt cước tốt nè. Đây, lăn cước là bên má là lăn cước là không vấn đề gì nhá. Chỉ có là không được sáng tí thôi, không ảnh hưởng gì. Đây bị muối ăn nhẹ thôi. Không ảnh hưởng gì tới cước luôn nhá. Đây đổi tay trái phải đều được. Đây, một chiều chốt chặn nè. Đây. Nói chung là chạy rất là nhẹ luôn. Buông ra thì nó không lạ lướt giống những con máy carbon khác thôi các anh nhá. Đây là máy hợp kim. Đây, mỗi loại nó sẽ khác nhau. Bên này nó đẹp nha. Đây, bị chạy sức nhẹ nha. Rồi, con này là mã số 14. Giá là 300k. Mã 14 giá 300k. Rồi, em lên con tiếp theo nhá. Rồi, con này Ryobi Powerful No 1. Con này size thực của nó là 4.000. Đây cối mũ ca nha, bộ pin sống nè, bộ pin sống nha, gạt cước tốt nè, chạy qua nè, đây rất là nhảy nha. Rồi lăn cước của nó nè, lăn cước còn đẹp luôn, sáng đẹp luôn. Ở ngoài thì con ốc này có bị dỉ sét nhẹ thôi, các anh mua về thay giúp em, không ảnh hưởng gì tới dây cước hết nha. Đây còn đẹp luôn, sức nhẹ con ốc thôi. Rồi đây ngoại hình của nó đây. Rồi con này đổi trái phải đều được. Tay quay nè. Rồi một chiều chốt chặn nè. Nói chung là rất là nhẹ luôn. Đây. Không có nặng đâu. Không có nặng đâu các anh nha. Đây mới đề 3 nè. Rồi con này thông số cước của nó là số 3 rơi tầm 300 nha. Số 3 rơi tầm 300. Rồi. Mã số là mã số 15 giá là 300k. Mã số 15 giá là 300k. Rồi, con máy tiếp theo ạ. Con này là của Olympic Helicon G. Size thực của nó là 7.000. Hàng nội địa Nhật Bản luôn. Toàn thân là hợp kim luôn. Con này mô bin tĩnh các anh nha. Mô bin tĩnh nha các anh nha. Mô bin chết. Đây, gạt cước đây. Rất là tốt luôn. Anh nào kỹ thuật cao, xài mô bin chết cũng được luôn. Rồi đây, lăn bánh đây. Lăn cước đây, lăn cước nó hơi mờ thôi, nhưng mà nó không có bị ảnh hưởng gì hết, hơi mờ thôi, nhưng mà nó còn mượt nha các anh nha. Đây, bị xước nha. Đây, ngoại hình của nó đây, rơi tầm 75%, 80%, nhưng mà hoạt động rất là tốt các anh nha. Đây, con này rất là mượt luôn. Đổi tay trái phải đều được các anh nha. Đây. Tháo ra đổi tay thôi, mình chỉ cần đổi tay thôi, chỉ việc đổi tay. Đây, em mời các anh xem ngoại hình của nó đây. Đây là thông số cước của nó, số 3 là 475, số 4 là 355, số 5 là 285, số 6 là 240, số 8 là 180 các anh nhá. Con này nặng là nặng 525 gram,
Radio của nó là 457, Radio 457 các anh nhá. Đây rất là đẹp luôn. Đây, không vấn đề gì, cái này em bỏ vô cần câu rồi. Không thấy. Không sao nha. Ok. Con này mã số là mã số 16, giá là 350k, giá trị 350k cho một con máy size lớn các anh nhá. Rồi. Con tiếp theo ạ. Con này Golden nhá, con này Power G size ten. Con này của Olympic luôn. Size thực của nó là 7 đến 8.000 các anh nhá. Hàng nội địa Nhật Bản, size thực 7 đến 8.000. Đây mô bình sóng nha. Gạt cước nè. Size thực của nó lớn nha các anh nhá. 8.000 nhá. Rồi. Đây, con này rất là mạnh luôn. Rồi, đây. Đây lăng cước của nó đây anh các anh nhá, màu hồng, lăng cước màu hồng, không bị gì hết, ở ngoài bị muối ăn nhẹ thôi. Không ảnh hưởng gì tới dây cước nha. Đây gạt cước này, rất là tốt luôn. Đổi tay trái phải đều được nha. Em mời các anh xem ngoại hình của nó đây. Còn khá mới luôn. Đây. Bên đây bị mắc tem nha, ở trên này mình mắc tem con chim rồi, mắc tem con chim rồi. Rồi, mã số là mã số 17, giá là 600k. Mã 17 giá 600k cho một con 8.000. Rồi, em xin phép lên con máy tiếp theo. Con này Daiwa Cabo Spin GS700AD. Con này là đuôi chuột, có đuôi chuột nhá các anh nhá, đuôi chuột chỉnh độ, chỉnh côn. Đây mô bên sóng nè, con này toàn thân là carbon luôn. Đây gạt cước tốt nè. Gạt cước màu đen nhá, còn sáng, gạt cước còn đen màu màu đen còn sáng. Còn ốc các anh thấy xấu các anh mua về thay giúp em. Đây mã đây, gạt cước còn tốt luôn nhá. Đây, áo này, áo cổ đây. Rồi tay quay đổi tay trái phải đều được. Đây một chiều chốt chặn nè. Đây hai chiều nhá. Đây đu chuột đây. Đây ngoại hình nó còn rất là đẹp luôn các anh nhá. Bon Brin. Rồi thông số cước của nó là 3 là 120, 4 là 85. 4 là 85 nhá. 2 là 170. Rồi con này là của Daiwa, hàng nội địa Nhật Bản luôn. Con này là mã số 18 giá 300k, mã 18 giá 300k. Rất là đẹp các anh nhá. Đây. Anh xem. Mã 18 giá 300k. Rồi, con máy ngang tay phải các anh nhá. Máy ngang tay phải. Con này cũng Daiwa. Daiwa, con này là lông cát luôn nhá, lông cát sport luôn. Lông cát sport bên trong nè, bên trong là màu vàng nha. Ngoại hình nó nè. Đây tay quay. Ngoại hình của nó bị hơi bị chạy xước nè, sơ xước nè, các anh xem nhé. Bên này cũng vậy. Đúng mà còn điều khiển luôn nha. Độ con nè, còn điều khiển luôn nha. Đây. Đây. Con này là hàng nội địa Nhật Bản luôn. Made in Japan các anh nha, made in Japan. Rồi con này chạy bomb brin, radio của nó là rơi tầm là 5.4 các anh nha. Radio rơi tầm 5.4, hoạt động đây các anh xem. Rồi thắng nè. Lúc nãy em lấy tay chặn nó lại nên đây. Rồi. Đây ngoại hình của nó đây, có sơ xước nha các anh nhá. Con này là mã 19 giá là 290 nha. Mã 19 giá 290k. Rồi, con máy tiếp theo nhé. Con này là của Daiwa Spinter HG 2500. Con này mắc cái ốp bên này rồi các anh nha. Mắc cái ốp bên này rồi. Đây, cái ốp đây. Không ảnh hưởng gì. Rất là ngon, rất là tốt luôn. Toàn thân carbon của hợp kim nè. Gạt cước nè. Này, lăng cước còn sáng luôn nha các anh nha. Lăng cước còn sáng luôn. Rồi, con này size thực là 2500. Con này là của China xuất Nhật các anh nhá, China xuất Nhật. Đây hoạt động của nó đây. Con này rất là chắc chắn các anh nhá. Rồi hai chiều nhá.
Nhược điểm của nó thì mắc con ốp, mắc cái ốp thôi. Rồi mô bin sống, thử gà keo luôn, gà cước tốt nha. Rồi thông số cước của nó là 2 là 200, 3 là 150. Đây ngoại hình của nó đây, mời các anh xem. Tay quay nó nè, bên đây bị oxy hóa nhẹ đó, không ảnh hưởng gì nha các anh nha. Đây, không ảnh hưởng gì hết. Rồi, con này là mã số, 20, giá là 290k, mã 20 giá 290k. Rồi, con máy tiếp theo cũng là China xuất Nhật luôn. Rồi, con này pin star, size thực của nó là 3000, mô bin sóng nè. Toàn thanh là carbon, cối là hợp kim nha. Đây lưỡi gà keo nè, đây ở trên đây còn rất là đẹp sáng luôn. Đây, nói chung cái cối nó còn rất là đẹp sáng, cái tên của nó chỉ bị mờ nhẹ thôi. Rồi gạt cước nè, đây lăn cước vẫn còn đẹp luôn, sáng luôn. Rồi tay quay đổi tay trái phải đều được, thắng nó nè. Con này có ABS nha các anh nha, nhẹ thôi. Rồi tay quay đây, rồi 2 triệu nhá. Đây nói chung con này rất là đẹp luôn, hàng Nhật Bản. Đây tay cầm đây có sơ xước nè, có sơ xước nha. Đây ở đâu có xước thì em có nói cho các anh xem, đây là keo nhá, keo thôi, keo cạo là ra sơ xước nè, các anh nhìn giúp em. Đây bên này còn đẹp luôn, má bên này còn đẹp luôn, má mũ bên này còn đẹp nha, cối là carbon. Rồi con này là mã số 21, giá 270k, mã 21 giá 270k, rất là đẹp, mua về câu lưu luôn các anh nha. Đây máy, các máy là size 2000, 3000 là anh, các anh mua về câu lưu là ok. Câu lưu, câu câu ngâm và câu đơn, câu đài đều được các anh nha. Rồi con máy tiếp theo phù hợp câu lưu, câu đơn, câu ngâm luôn. Con này nhược điểm của nó là mắc cái kẹt đỡ cước rồi nha, các anh cột lại rồi vẫn như vậy là vẫn bình thường nhá các anh nhá, không có vấn đề gì hết, chú trọng là chú lộng chất lượng của nó thôi. Rồi con này, đây con này cũng đai qua, con này gì Gold Z, size thực là 2000 các anh nhá, size thực là 2000. Con này hàng là hàng của Thái Lan xuất Nhật, Thái Lan xuất Nhật nhá. Toàn thanh là carbon, cối hợp kim nè, lưỡi gà keo luôn nè, keo nhá các anh nhá. Đổi tay trái phải đều được, gạt cước nè, lăn cước còn sáng luôn, sáng đẹp luôn. Đây ngoại hình con này còn rất là đẹp, tay quay núm gỗ luôn nhá. Rồi một chiều chốt chặn nè, rồi 2 chiều nhá các anh nhá. Đổi tay trái phải đều được các anh nhá. Rồi đây cái dây nó em chưa cột vô nên nó bị thả ra. Rồi thông số cước của nó là số 2 là 150, số 3 là 100, số 7, số 4 là 70 ra nha, số 4 là 70. Đây mời các anh xem ngoại hình của nó đây. Đây chỉ sơ xước nhẹ thôi. Đây độ mới của nó rơi tầm 90% các anh nha, 90%. Đây tay quay của nó đây, đây gặp tay nè, chắc là đẹp luôn, mới luôn. Rồi con này là mã số 22, giá là 350k, mã 22 giá 350k. Đây câu lưu rất là ok, câu ngâm, câu đơn, câu đài. Rồi đây con tiếp theo ạ. Con này là của Shimano nhá, Shimano Utega 3000, Shimano Utega 3000. Đây ngoại hình của nó là cao, ngoại hình cao dài. Đây gạt cước đây, mô bin sóng ra nhá, mô bin sóng kêu nè, à, lưỡi gà kêu nè. Rồi đổi tay trái phải đều được. Rồi tay quay là núm gỗ luôn. Đây chốt chặn đây, con này có size thực của nó là 3000 các anh nhá, hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan luôn nhá. Rồi 2 triệu nhá. Đây con này thả buông ra quay rất là mượt, chạy 2 bon 10 rin. Thông số cước của nó là 2 220, 3 là 150, 4 là 100 các anh nhá.
đây ngoại hình của nó đây, đây cái cối của nó bị xước nè, nhược điểm của nó là cái cối nó bị xước thôi, ngoại hình của nó đây rất là đẹp luôn, trên núm rất là đẹp nhá, đây gạch cước nè rất là đẹp luôn, đây sơ xước nè, đây bên dưới dính keo nhá. Rồi con này là mã 23, giá là 600k, mã 23 giá 600k. Rồi con máy tiếp theo, con này dòng cao cấp đời mới, đời cao nhá các anh nhá, Shimano Anod XT 3000, size thực là 3000 đến 3500, của Malaysia xuất Nhật các anh nhá, Malaysia xuất Nhật. Đây mô bên sống nè, lưỡi gà keo nè, gạch cước nè, đây bên má nó có chày nhá, đây lăng cước còn mới đẹp luôn, ở bên ngoài thì có mũi ăn nhẹ thôi, còn lăng cước còn rất là sáng luôn các anh nhá, lăng cước còn rất là sáng luôn. Đây bên má cổ đây nè, sơ xước nha, bên dưới nè nhẹ thôi, ngoại hình của nó rơi tầm là 80% đi nhá các anh nhá, cối của nó còn rất là đẹp sáng luôn. Rồi tay quay chốt chặn nè, con này có ABS các anh nhá, đây con này quay rất là ghê luôn, đây quay rất là nhanh luôn các anh nhá, rất là nhanh. Rồi thông số cước của nó là số 2 220, số 3 150, số 4 là 100, Malaysia xuất Nhật, size thực 3000 đến 3500. Con này mã số 24 giá là 750k, mã 24 giá 750k các anh nhá. Rồi con máy cuối cùng các anh nhá, con máy này máy tay cò nè, máy tay cò nhá, đây là của Daiwa Emblem S2500LBA, size thực là 2500 đến 3000, có ABS luôn, con này là mô bin tĩnh mô bin chết các anh nhá, mô bin tĩnh mô bin chết, con này có cước cước lỗ, có sẵn cước lỗ luôn nhá các anh nhá, cước lỗ rồi mô bin tĩnh mô bin chết nhá, đây nấm này, rồi gạt cước nè, đây lăng cước còn sáng đẹp luôn, màu vàng sáng luôn, bóng luôn, ngoại hình của nó khá mờ thôi. Rồi tay quay đổi tay trái phải đều được, đây hai chiều nhá. Rồi con này tay cò, đây bật lên, các em bật lên giúp em, là một chiều chốt chặn nha. Đây rất là nhẹ luôn, con này rất là nhẹ luôn. Rồi tay cò. Rồi con này thông số cước của nó là số 2 200, số 3 là 150 nhá. Số 3 là 150. Ngoại hình của nó đây. Đây hơi mờ thôi. Đây sơ xước nha, tay quay nè. Rồi, con máy tay cò, con này là của hàng nội địa Nhật Bản luôn á nhá, hàng nội địa Nhật Bản luôn, em mua anh báo. Mã số là mã số 25, giá là 550k. Mã 25 giá 550k. Rồi. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em nhé. Chúc các anh 30 tháng 4 vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Đặt hàng cần tư vấn đặt hàng liên hệ cho em. Rồi em xin chào tạm biệt các anh tại đây nhé.